Tối mùng 8 tháng 12, Công an quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến 3 người tử vong. Vụ cháy xảy ra tại nhà dân trong ngõ 98 Khúc Thừa Dụ, phường Vĩnh Niệm. Trưa mùng 8 tháng 12, người dân địa phương phát hiện ngọn lửa kèm theo cột khói bùng lên từ ngôi nhà tạm trong ngõ, gần khu vực cánh đồng. Nhiều người dân địa phương tới hiện trường phát hiện cổng ngôi nhà bị khóa, bên trong có người kêu cứu. Ngay sau đó, họ báo chính quyền địa phương và tìm cách phá cửa cứu người. Tiếp nhận thông tin, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tới hiện trường, khống chế ngọn lửa, cứu được một người đàn ông ra khỏi đám cháy và đưa tới viện cấp cứu. Tiếp tục kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có 3 người tử vong, 2 nữ, 1 nam,